Mình chỉ vừa up có một tí thôi nhưng mà đã lên được 7 tỷ sức mạnh rồi nhé Còn 50 triệu nữa thì lên được 7 tỷ nha Bên đệ tử thì là 2 tỷ 7 Thì chiều giờ mình treo đệ tử nha anh em Lúc mình đi làm về là 10 giờ sau đó mình ăn uống tắm này kia các thứ Và treo đệ tử bây giờ là 11 triệu 40 Thì treo được có một tí mà đệ tử của mình lên được 2 tỷ 7 và mở skill qua cho nó luôn rồi Đó là tái tạo năng lượng Đang lên 7 rồi nha anh em Về cái thông số của đệ tử thì anh em có thể dùng tiềm năng nâng cho nó nhé anh em thích nâng cái nào thì nâng nha anh em thích nâng sức đánh cho đệ thì cứ bấm vào nâng sức đánh cho đệ nhé nâng y chang như tiềm năng anh em dùng cho sư phụ luôn anh em ạ à. quá là ngon á anh em ơi bây giờ thì mình ưu tiên là nhiệm vụ đó, nên là mình sẽ nâng sức đánh nha anh em nâng sức đánh càng cao thì càng tốt thôi hợp thể lại thì nó mới ok la anh em ạ à. đệ tử 7 k sức đánh và sư phụ là mát sức đánh rồi 11 k bây giờ sẽ đi mở giới hạn cho em nó nhé một tỷ vàng nha anh em cái giới hạn tiếp theo của mình là 101 tỷ thì cứ mở luôn nha anh em mình mở cho mắt giới hạn của cái game này là bao nhiêu anh em nhỉ mình cũng không biết nữa thôi cứ mở đi mở tới khi nào mát thì thôi ui 180 tỷ luôn anh em ơi rồi đạt giới hạn sức mạnh tối đa rồi nha 180 tỷ và bây giờ mở cho đệ tử luôn cũng là một tỷ vàng nha anh em sư phụ với đệ tử thì ngang giá nhau anh em ạ à. mình giao dịch với ạc say danh u mê gọc đồng sau sao của mình đây ạc này thì mình có mua 370 thổi vàng ở đây anh em ơi không cần phải ra satan mới bán được thỏi vàng nhé anh em anh em chỉ cần bấm vào thỏi vàng mà bấm sử dụng thôi là được rồi một thỏi vàng là 500 triệu nha anh em đấy mình bán 50 thỏi thì được 35 tỷ anh em ạ à. bây giờ có 40 tỷ trong hành trang rồi tiếp tục và mình vách túi mori chúng ta sẽ mở tiếp tục giới hạn cho em đệ tử nhé lên mát luôn anh em ạ à. đây lên 180 tỷ 250 triệu và cái chí mạng thứ ba là cần một tỷ mấy tiềm năng đó anh em nhưng mà tiềm năng hiện tại mình cần để nâng vào sức đánh anh em ơi về cái mà phần chí mạng thì chắc chắn rồi khúc đầu này thì chúng ta chưa thể nào mà nâng chí mạng được đâu mà nãy giờ nâng thử cho anh em hai cái test cho anh em thôi vẫn còn 33 tỷ vàng ở đây anh em à và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đập đồ nha anh em trước hết thì chúng ta học có cái găng á mình sẽ đi làm cho em nó một cái găng cái găng vàng sẽ lót chỉ có 150 triệu thôi chưa có đá nâng cấp găng nên là chắc là xài găng cờ đờ cờ anh em ơi anh em có nhớ cái tựa game Ninja School ngày xưa không? Cái cách ship hành trang của nó cũng giống như vậy nè Và mình cực kỳ thích những cái cách ship hành trang giống như vậy luôn anh em ạ à. Mình có thể kiểm soát được những cái vật phẩm của mình á Nó giúp cho mình dễ sử dụng hơn anh em Ở cái con game này á, có nhiều cái mình thích á Thứ nhất á, là map á Là nó sẽ không có thay đổi cái nền này Cái nền này mình cực kỳ thích luôn Cái nền gốc cũng là đẹp nhất anh em ạ à. Và cái thứ hai là cái hành trang này quá là ok ba sao để đi ghép sức đánh nha anh em vừa mới mua 45 viên nói chung là cũng kha khá đấy ghép sức đánh vào này ghép vào cái xét năm sao của mình anh em ơi 3 phần sức đánh với giá một ngọc nha anh em bây giờ mình sẽ tu nhanh và mình ghép xong cái xét này và mình sẽ đi săn bót nhầm nhiệm vụ cu cu cho anh em xem nhé chơi nó mất chí mạng thì chắc chắn là chúng ta phải chơi sức đánh rồi anh em ạ à. à, lúc đầu có 45 viên bây giờ chỉ còn 25 viên thôi ôi anh em thấy không ghép vô quá là tốn luôn anh em ạ à. thôi có vàng mà anh em cứ sao hóa trang bị thôi lên 6 sao xem nào tập lên 6 sao thì cũng khó lắm anh em ạ à. không có dễ đâu vàng thì nó vẫn sẽ tính theo giống như cái sao góc gốc thôi. 90 triệu nha anh em đập 20 lần này 20 lần thử xem như thế nào nhé Ui không lên luôn anh em ạ à. Nói chung là không được thì thôi đổi cua anh em ơi không điền quá đổi cua bằng tự động biên tập lên nè tiếp tục thủ thuật cũ thủ thuật ngày xưa đấy và bây giờ dứt trăm lần đi lên không lâu thế anh em nhỉ không lên anh em ơi trăm lần cũng không lên khó nhỉ con này đập nó đen đen như thế nào á thì đập cái xét này không lên được sáu sao là buồn lắm á thật luôn á anh em nãy giờ rồi không có món nào lên được sáu sao đậm trăm lần này lên nào lên cho vui nào vui nhà vui cửa món sáu sao đầu tiên nào ui thấy cái màu lắm đèn thế nhờ anh em ơi đèn thật sự ấy lại bán vàng thôi một trăm thỏi vàng nha, anh em nhé trăm thỏi vàng thì chúng ta có được 55 tỷ 55 tỷ anh em ạ à. hay sao lên rồi ba sao lên luôn này chứ đâu chờ nói gì nữa ui ba sao không lên nha con này đập đen đen ấy thật luôn á đây lên luôn anh em ơi ngon ba sao ta lại tiếp tục đập lên bốn sao thôi bảy lần lên bốn sao thấy anh em thấy không hồi nãy giờ rớt khủng khiếp luôn giờ đập cái lên đập cái lên ảo thực sự cái phát này rớt rồi không thấy thông báo là đi rồi anh em ạ à. năm sao nói chung là cũng không dễ đâu năm sao thấy cái màu cũng căng ấy đấy chưa càng lắm 18 lần anh em ơi lên được năm sao nha thôi năm sao rồi ngon ghép sức đánh vào luôn chứ à, một set 5 món nha anh em năm sao 15 phần trăm sức đánh tất cả luôn này à, nhưng mà mình vẫn không từ bỏ đập lên 6 sao anh em ạ à. vẫn chơi chơi đi anh em ơi không lên luôn nhá khó ôi 42 lần lên đây một món đầu tiên lên 6 sao nha lấy ra lấy ra anh em ơi 42 lần lên 6 sao món đầu tiên tiếp tục cái quần nhá cái quần đập 20 lần lên đâu lên đi lên cho vui nào khó này mà khó 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 10 lần này đấy, cái mình nâng nhân lên từ từ anh em 10 cái 20, 1 10 20 đấy, bây giờ mình đập 100 lần này. 100 lần lên. Đây. 71 lần lên. Món 6 sao thứ hai của chúng ta. Và chúng ta đã đập được thêm một cái áo lên 6 sao rồi, chúng ta có được ba món 6 sao rồi nha anh em. Bây giờ chỉ còn một cái radar thôi, còn 100 thỏi vàng nữa thôi anh em à. còn 50 tỷ nữa thôi. Nhưng mà trong hành trang vẫn còn 29 tỷ. Hy vọng 29 tỷ này, ui, lên luôn, ngon 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 cái găng đó thì mình chơi năm sao thôi cái găng thì mình có thể đổi cái găng hủy diệt các thứ nên là cái găng thì năm sau ok rồi còn về cái mấy cái món kia sáu sao rồi sức đánh vô 18 phần trăm quá ok anh em ơi cộng xương xương lại cho anh em là bao nhiêu phần trăm sức đánh nhá 18 phần trăm mà nhân cho bốn này sau đó thì chúng ta cộng thêm 15 phần trăm nha anh em đấy 78 phần trăm sức đánh đó, anh em ơi ok không quá ok chứ đánh của mình gửi giá đường tập ra này 48k anh em ạ à. nhưng mà giá đường tập này nó còn ít phút quá anh em ơi chán thật sự à có cải trang nữa có cải trang rồi xịn xịn không cải trang hít này thì như thế nào anh em nhỉ một trăm phần trăm sức đánh chí mạng năm phần trăm sức đánh ừ, dùng tạm cái cải trang hít này cũng ok này anh em đi quay số may mắn xem là có nhận được phần thưởng gì không anh em nhé chỉ một số cải trang để đi làm nhiệm vụ anh em ơi ca này nó mới chuẩn ca luôn thấy biết một lần là mới như thổi vàng anh em nhỉ Quyền có bổ huyết này có mấy cái xịn sò bò này quay chắc tầm bốn năm lần gì đó thì ok anh em ạ này, có thêm ớ, mấy cái này là mấy cái mảnh rồi chứ không phải cái trang đâu anh em nhỉ này lần ba nha anh em ơi đây tôi quay ba lần thôi có được xương xương uh, vật phẩm các thứ rồi bây giờ vô rương cho anh em xem thử nhé 21 món còn 6 sao này 7 sao này mấy cái lỏ lọ này họ nhận hết đi có cái nhận hết không có nào nhận hết không nhận tắt đi đúng rồi hỏa tiêm thương hạn sử dụng nói chung là cũng ngon cũng khá là ngon á anh em thôi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này và sau đó đây uh, chỉ ước một sao xem nó có cái gì anh em nhỉ từ, từ về làng Muri ước một sao xem thử xem nó có cái gì anh em nhé không biết ưa được hay không nữa gọi đồng thời một sao à bốn phút nữa nói chung là có người gọi có người gọi liên tục luôn á cái game này người ta gọi liên tục anh em ơi không có cái trang xịn thì chúng ta xài cái trang này cũng được gỡ ra ăn quần nộ này ăn mũ huyết này ăn giáp sơn này đấy ăn tất tần tật vào 110 mười mấy ca sức đánh anh em ơi đi tìm cu cu với 20 triệu vàng anh em nhé từ, từ để mình tắt cờ đen cái anh em ạ à. mình hồi nãy bấm nhầm ấy bật cờ đen ấy cái đấm bài bạn kia bạn kia đấm mình nói chung là sẽ đánh của mình bây giờ cũng ok la lắm rồi đấy tám trăm mấy ca một hit thì chín trăm mấy ca một hit thì anh em nghĩ đi nói chung là không có xây danh trói con xe danh kia của mình nữa thì nó chưa làm nhiệm vụ xong qua bên này được anh em ạ à. thì thôi còn gì phải trói đúng không tự chơi lớn rồi tự chơi anh em ơi tự mình mình đam con cu cu này từ năm mươi mấy triệu xuống còn một triệu mấy sắp chết rồi anh em ơi và chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ cu cu anh em nhé đây rồi hoàn thành rồi anh em ạ à. Tiếp theo tới mặt đầu đinh thì anh em chúng ta cũng dễ thôi. Đi bay về cái thành phố Vesta này và sau đó cứ bấm vào cui đi tìm Mập đầu đinh với giá 20 triệu vàng anh em nhé. Đúng không? Đơn giản không? Nghe anh em chúng ta chỉ cần đấm thôi. Có xe anh trói sẵn hình như là cái bạn này hồi nãy mình vừa mới gặp đang săn boss luôn hay sao anh em ạ? À? Không phải săn đang làm nhiệm vụ Mập đầu đinh của cuối. Khi mà làm xong nhiệm vụ này á, chúng ta sẽ qua được mấy cái map mà ấp đệ này ấp tên nó sức mạnh cho đệ và sư phụ cực kỳ ngon luôn. Nên là mình cố gắng xem nhiệm vụ này đi qua bên kia up treo lên 80 tỷ. 100 tỷ thì sau đó thì chúng ta mới uh, có những cái bước đầu á, nó thuận lợi được anh em ạ. À. Mình sử dụng cái thẻ biến khỉ á, anh em, biến khỉ được 10 phút đây này anh em ạ à. và hoàn thành được nhiệm vụ mập đồ đinh rồi nhá. Bây giờ thì tới Rambo công nhận nha anh em. Rất là nhiều người săn nhiệm vụ mập đồ đinh và cu cu luôn anh em ơi. Để tiếp tục đi tới cuối này và dùng 20 triệu chúng ta sẽ đi tìm Rambo anh em nhé. Đây lại có người đi săn Rambo rồi anh em ạ. À. Ngon không? Anh em nhìn cái sức đánh của mình hiện tại này, 124k nha anh em ơi. Trong anh bốn cái cũng bình thường thôi, cũng không phải là quá vip anh em ạ. À. Hy vọng là lần này có thể ăn được rambo luôn, hoàn thành được nhiệm vụ sau đó thì chúng ta đi up tiền nó sức mạnh cho nó phê anh em ạ. À. Và đúng như là dự tính luôn, hoàn thành nhiệm vụ nhé. Đi tới thành phố Seta này trả nhiệm vụ cho Quy anh em ơi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ấp tiền năng sức mạnh anh em nhé. Và hẹn anh em khi mà mình lên 70 80 tỷ nha. Để mà đi ấp sức mạnh thì chúng ta sẽ tới làng máu nha anh em ơi làng máu là một trong những nơi mà anh em sau khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ cu cu mà Rodin đến á, anh em qua bên này nếu sức mạnh là quá là ngon luôn á anh em anh em xem ở trong làng máu này anh em à nhìn đi khu nào cũng có người luôn đó, anh em ơi rồi chọn một khu trống và sau đó mình ấp thôi tên năng mà nhận được trong này á, thì một hit này anh em nhìn đi trời ơi mình không thể nào điếm được luôn á anh em xem là anh em biết nhé hiện tại mình đang là 9 tỷ này 10 tỷ này tắm vài hit thôi mà đã lên được cỡ này rồi anh em à đấy đang mặc tự động liên tập luôn nhá chứ không phải là tháo tự động liên tập ra đâu mặc giáp nguyên tập ba vào xong tiền đĩa phúc của cái giáp nguyên tập này luôn anh em ạ à. nói chung là thôi từ từ nhớ giữ à mình chưa sử dụng nhá x2 này x3 này x4 này này anh em tiềm năng này nó lại cộng lên được một đống nữa anh em ạ à. vừa mới hồi nãy 9 tỷ bây giờ lên 11 tỷ rồi anh em thấy như thế nào cũng khiếp không căng thẳng không nhanh không nhanh không nhanh không 13 tỷ cái này cực kỳ nhanh luôn đấy đáng để cho anh em trải nghiệm bây giờ thì vừa ấp vừa mở nội tại cho anh em xem luôn nhá ui này tài lọ thế nhỉ một lần mở nó một thổi vàng nha anh em mở cái cùi hay là mở cái vip gì nó cũng là một thỏa vàng anh em ạ à. đáng lý là cái cùi nó phải khác cái vip là phải khác chứ ui chùa ma hai mươi hai phần trăm thương luôn kìa chiều rõ thực sự ây da. rõ thế nhờ chứ nào không rõ anh em ạ à. mình cần một cái liên hoàng ấy mình cần một cái nội tại liên hoàng ui liên hoàng mười sáu phần trăm ở tầm này game này mà liên hoàn mười sáu phần trăm mà để làm gì đúng không ít nhất thì cũng phải hai mươi bốn hai phần trăm mình mới để anh em ạ à không biết là mở hết đống vàng này của mình là nó có ra được liên hoàng nào trên trời hay không nữa ôi tìm năng sức mạnh 30 phần trăm thôi chơi cái này đi chơi cái này đi sẵn tiện á đang đi up uh, tìm tiềm năng sức mạnh luôn dùng cái này luôn hợp lý anh em sau đó mình sẽ đổi sau nghe nó ok là luôn á chứ 27 tỷ rồi ui chớp mắt luôn 27 tỷ vừa nói chơi chơi với anh em vài phút anh em nhìn nhá nhìn nhá chỉ có một tí thôi là chúng ta sẽ lên trăm tỷ nhanh chóng nhanh gọn lẹ luôn thật sự và nâng vào hết sức đánh thôi anh em đấy nâng khoảng 20k sức đánh năng mắt sức đánh luôn anh em ạ à. chủ yếu á, mấy con nào như thế này ấy, thì chơi sức đánh thôi chơi gì đúng không mình chỉ mới up có một tí thôi anh em à lên 72 tỷ trong khi đó nhá mình chưa có phù ít năm nha anh em mình mà phù ít năm lên nữa thì thật sự với anh em luôn là up phải là cháy máy luôn anh em Up mà lên chắc cũng phải là 180 tỷ trong vòng vài phút luôn anh em à